Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Tạp chí Lao động và Xã hội của kênh Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, khi nhắc đến hai từ niềm tin, chúng ta đều hiểu đó là một quá trình phải được thực tế chứng minh. Tại Việt Nam, niềm tin với nhân dân đã được Đảng, Nhà nước xây dựng trong suốt lịch sử đấu tranh cách mạng cũng như công cuộc xây dựng đất nước hôm nay. Niềm tin đó đã tạo thành sức mạnh to lớn, giúp chúng ta vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ để giành thắng lợi cuối cùng. Hơn một năm qua, và đặc biệt trong đợt bùng dịch COVID-19 lần thứ tư, với nhiều ảnh hưởng nặng nề trên mọi mặt, nhiều tỉnh thành phải thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 kéo dài, những quyết sách của Quốc hội, Chính phủ đã tạo thêm niềm tin chiến thắng đại dịch và nhận được sự ủng hộ từ người dân. Sự tương trợ lẫn nhau của người dân trong tâm dịch, sự sâu sát của các cấp ủy chính quyền để không bỏ sót lọt ai gặp khó khăn do đại dịch đã tạo nên niềm tin tưởng trong nhân dân, niềm tin vào các quyết sách của Đảng, Chính phủ, tin vào cuộc chiến chống dịch của ta sẽ giành chiến thắng. Giờ này rồi, xe buýt đâu chạy nữa mà mấy chú ngồi đó đón. Hãy đón nhận tấm chân tình của con đây. Hả? Cái gì? Ai vụ? Bây giờ thì chúng tôi đang di chuyển những cái món hàng đến tận những con hẻm mà xe ô tô không đi được nha quý vị. Rồi mình cách ly cách xa ra nha các đồng chí. Cách xa ra. Mình qua ăn cơm anh ơi. Mình qua mình nhận cơm à. Mà cầu rồi. Những hình ảnh này ngay giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh, những ngày thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15-16 không còn là hiếm. Những người dân tương trợ nhau, cho nhau từng ổ bánh mì, túi gạo, suất cơm. Các bạn trẻ này mỗi ngày đều chuẩn bị 100 phần cơm phân phát cho những người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch. Tôi có lấy cơm đây, thì nói chung mấy bạn này làm quá hoàn hảo. Cơm thì nói chung ra thì gạo ngon, trứng chiên, đậu xào, đậu que, canh cải, có nước chấm. Cảm thấy là rất mừng, mấy bạn là làm rất đúng. Mấy người mà đang mưu sinh sống hàng ngày đó, không có điều kiện thì có phần cơm ăn thì quá tốt, quá hoàn hảo. Hàng trăm suất cơm chay miễn phí với đầy đủ những món ăn tươi ngon, hấp dẫn đang được các đầu bếp của nhóm thiện nguyện Nhất Tâm nấu nướng, chuẩn bị để chuyển đến vùng tâm dịch Gò Vấp. Cô làm này có ý nghĩa lắm con. Ý nghĩa là như mình già mình không có làm gì được có tiền đó. Lại đây mình làm tiếp cho xã hội. Hạnh phúc nhất của anh là được thiện nguyện, được phục vụ cộng đồng. Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất, là một cái thắng lợi, một cái sự nghiệp trong cuộc đời của anh. Chính những suy nghĩ vì cộng đồng, vì con người này đã tạo nên một bức tranh đầy niềm tin và hy vọng của tình người giữa muôn vàn khó khăn. Là động lực quan trọng để người dân thành phố Hồ Chí Minh chống đỡ những ngày giãn cách xã hội kéo dài. Còn đây là những cán bộ phường, xã trực tiếp tới nhà bà con trong khu cách ly, phong tỏa, kịp thời đưa họ những nhu yếu phẩm cần thiết từ nguồn vận động các mạnh thường quân. Hỗ trợ vận động từ vật chất và tinh thần để phường có thể đáp ứng được cái phân bổ cái nguồn đó tới những cái hộ dân ở khu vực cách ly phong tỏa. Cũng cảm thấy rất là vui, cũng là phấn khích một phần nào đó cho bớt cái dịch đi, mong sao cho bớt dịch đi để mình hòa đồng mình sống lại như là bình thường. Trong những ngày giãn cách, cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức, đoàn thể cấp xã, phường là những người vất vả hơn cả. Bởi để không sót lọt ai bị khó khăn do COVID-19, họ phải đi từng ngõ, gõ từng nhà, tìm hiểu, sâu sát từng đối tượng, người nghèo, người khó khăn do dịch, người lao động mất việc, lao động tự do trên các địa bàn để có thể hỗ trợ kịp thời, kịp lúc.
Tại khu dân phố phường An Khánh, thành phố Thủ Đức, suốt 3 tháng giãn cách xã hội, bà con ở đây chủ yếu là người dân lao động tự do, thuê trọ, mất việc làm, các tổ trưởng tổ dân phố cùng mặt trận tổ quốc phường kêu gọi sự giúp đỡ thêm của nhiều đơn vị, cá nhân với hy vọng bà con ai cũng có được bữa cơm no đủ, vượt qua những ngày tháng khó khăn này. Nghe nói là ổn dịch tới bây giờ là cấm là không có cho làm nữa, là nhốt ở trong này luôn là ra không được. Nhưng mà đồ ăn, đồ uống cũng mạnh tuần vương với mà mấy người ấp xã gì đó. Rồi người ta cũng cho ăn, rồi rau, rồi ăn đầy đủ lắm, không có thiếu gì hết trơn. Vai trò của các tổ trưởng, tổ dân phố cũng như là các cảnh sát khu vực tại khu dân phố hết sức là quan trọng. Các thành phần này đã giúp đỡ là cầu nối giữa chính quyền địa phương đối với người dân trong việc chăm lo an sinh xã hội, cũng như là hỗ trợ y tế, hỗ trợ công tác xét nghiệm, công tác tiêm chủng và các công tác khác trên địa bàn. Còn tại Đồng Nai, một trong những điểm nóng đợt bùng dịch thứ tư, lãnh đạo tỉnh quyết liệt yêu cầu mỗi xã phường phải có một kho lương thực và một quỹ đề xuất cho những hộ dân nào gặp khó khăn ngay tức khắc, không để lại một đồng nào ở cấp tỉnh, huyện. Đối với các chính sách hỗ trợ của nhà nước, yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan chuyên môn kiểm tra địa phương nào triển khai hỗ trợ nhanh đến tay người dân cần biểu dương, nơi nào triển khai chậm phải thúc đẩy hỗ trợ tiền đến người dân một cách nhanh nhất. Đây là cách làm rất chủ động, linh hoạt, kịp thời, để không ai bị đói, bị khổ trong đợt dịch này. Ngoài các gói hỗ trợ của nhà nước và huy động, tỉnh này còn đang xây dựng gói hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, công nhân lao động với tổng số tiền 263 tỷ đồng. Điều này đã tạo nên niềm tin, lòng tin trong nhân dân, giúp dân yên tâm để thực hiện nghiêm các chỉ đạo, yêu cầu giãn cách xã hội của địa phương, góp phần vào công tác chống dịch. An dân là quan điểm chỉ đạo xuyên suốt trong công tác phòng chống dịch. Chỉ có an dân, bảo đảm an sinh xã hội thì các hoạt động chống dịch khác mới có thể thực hiện được. Từ gói hỗ trợ 26.000 tỷ theo nghị quyết 68 của chính phủ, đến các gói hỗ trợ của từng địa phương đều thể hiện rõ quan điểm nhất quán đối với vấn đề an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh của Đảng, Chính phủ, Nhà nước. Đơn cử như thành phố Hồ Chí Minh, trước khi triển khai gói hỗ trợ của Trung ương, đã kịp thời đưa gói hơn 900 tỷ hỗ trợ người lao động tự do, lao động khó khăn, mất việc làm. Hiện tại, thành phố vẫn đang có những sáng kiến cho các gói hỗ trợ để tiếp cận gần nhất, thực tiễn nhất và nhất quyết không để ai bị đói, bị bỏ quên bởi dịch. Cái thứ hai, từng đồng chí đó nghe kỹ để mà chúng ta lấy cái chung đó đó làm cho cái chương trình hành động riêng của mình, chứ không thể nào nói nó đầy đủ được. Trước hết chúng ta thống nhất như thế này, chúng ta chống dịch, chống như thế nào đó mà hạn chế cái mức thấp nhất cái thiệt hại, ảnh hưởng cái an sinh xã hội, ảnh hưởng đến người dân. Thì có nghĩa là chống dịch nhưng mà phải an dân. Đó là cái yêu cầu đầu tiên của chúng ta là như thế. Ngược lại, chúng ta tập trung lo cho dân, lo an dân thì sao mà đảm bảo cho được đừng có lây nhiễm tiếp. Chứ nếu mà tập trung lo cho dân mà để lây tiếp thì cái chống dịch của chúng ta cũng vô nghĩa. Hai cái này nó như thế, cho nên từng hành động, việc làm của từng đồng chí nên nghĩ tới cái đó. Đặc biệt trong lần giãn cách lần này, lực lượng quân đội, công an đã hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ trên nhiều phương diện, từ bảo đảm an sinh xã hội, không để người dân thiếu ăn, thiếu thuốc, đến chữa F0 tại nhà, giúp người dân tại các tỉnh tâm dịch cố gắng chiến thắng đợt dịch này. Tôi tự hào có các đồng chí là những bác sĩ, những người làm công tác quân y trong quân đội nhân dân Việt Nam. Các đồng chí có đủ trình độ, đủ năng lực, đủ khả năng để chúng ta chống lại đợt dịch Covid-19 này. Tôi tin các ông chí sẽ là những tấm gương sáng để chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Dứt khoát chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ chống dịch, giúp cho nhân dân khắc phục được cái hậu quả của bệnh dịch Covid này. Chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc. Chúng ta hãy vì nghĩa lớn, vì tình đồng bào để chúng ta thực hiện nhiệm vụ. Việc thực hiện giải pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 có thể coi là giải pháp cực chẳng đã. Tuy nhiên, đây là một sự lựa chọn, bởi chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể khống chế được dịch bệnh bùng phát trong cộng đồng. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân các tỉnh, thành đã thể hiện sự quyết tâm cùng với chính phủ trong việc thực hiện biện pháp này. Đây chính là niềm tin của họ và các quyết sách của chính phủ, của các cấp lãnh đạo. Thưa quý vị,
Cuộc chiến chống dịch của chúng ta không chỉ cho đợt dịch lần thứ tư này, mà còn là kinh nghiệm cho công tác chống dịch sau này, khi dịch COVID-19 vẫn đang là vấn đề lớn của thế giới. Tuy nhiên, dù khó khăn đến đâu, thì niềm tin của nhân dân chính là điều quyết định đến chiến thắng. Chính phủ đã nỗ lực cải thiện và làm điều tốt nhất cho nhân dân, để nhân dân yên tâm, tin tưởng, từ đó đồng hành cùng chính phủ, cùng chính quyền các cấp, nhanh chóng đẩy lùi dịch COVID-19. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành thông tư 13/2021/TT-NHNN sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 26/2013/TT-NHNN ngày 5 tháng 12 năm 2013 ban hành biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Cụ thể, thông tư bổ sung điều 1A tại thông tư số 26/2013/TT-NHNN như sau: giảm 50% mức phí thanh toán tại điểm 1.1, 1.2 mục 1, phí giao dịch thanh toán qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng tại phần 3, phí dịch vụ thanh toán trong nước, biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo thông tư này trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 9 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2021. Thông tư 22/2021 TT-BG-GDT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông, trong đó có nhiều điểm mới về cách đánh giá tính điểm học sinh. Thông tư có hiệu lực từ ngày 5 tháng 9 năm 2021 và áp dụng cho học sinh lớp 6 trong năm học 2021-2022. Những năm tiếp theo, thông tư áp dụng theo lộ trình từ năm học 2022-2023 đối với lớp 7, lớp 10, từ năm học 2023-2024 đối với lớp 8, lớp 11. Từ năm học 2024-2025, áp dụng đối với lớp 9, lớp 12. Thông tư nêu rõ hai hình thức đánh giá các môn học gồm đánh giá bằng nhận xét và đánh giá bằng nhận xét kết hợp điểm số. Nghị định số 69/2021/NDCP ban hành ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về cải tạo xây dựng lại nhà chung cư có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2021. Trong đó, Nghị định số 69/2021/NDCP quy định rõ nhà chung cư thuộc diện phải phá dỡ để xây dựng lại hoặc xây dựng công trình khác theo quy hoạch, quy định gồm: 1. Nhà chung cư phải phá dỡ khẩn cấp do sự cố thiên tai, cháy nổ theo quy định của pháp luật. 2. Nhà chung cư hết niên hạn sử dụng hoặc chưa hết niên hạn sử dụng theo quy định của pháp luật, nhưng có kết luận kiểm định của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh. Nghị định 75/2021/NDCP ban hành ngày 24 tháng 7 năm 2021 quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9 năm 2021. Nghị định nêu rõ mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng là 1.624.000 đồng mức chuẩn. Mức chuẩn này làm căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng. Đến đây thì thời lượng của chương trình Tạp chí Lao động và Xã hội tuần này cũng đã hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.